Hello anh em nhé, về một dàn chân dài loa Pioneer cho anh em. Và đặc biệt là lô này giảm giá rất là sâu cho anh em nhé. Một lô hàng toàn hàng đẹp. Có 77T-Win SD, 77T-Win này, rồi 99T này. Đấy, giá rất là tốt nhé. Đấy, những cái cặp 99T báo giá cho các bác là những cặp 99T mà bây giờ những cái cặp như thế này thì nó thị trường khoảng 13-14 triệu, thì lô này giảm giá giao lưu anh em là 12 triệu rưỡi một cặp 99T này. Tí em sẽ đi chi tiết từng cặp một cho bác nhé. Đấy, 77T-Win SD, nó cái dòng mà hãm kèn này này, thì giao lưu anh em 9 triệu rưỡi một đôi này. Đấy, còn 77T-Win này thì nó giao lưu anh em 8 triệu rưỡi đi. Giá rất là tốt nhá. Còn những thời điểm là bây giờ có những lô là vẫn 10 triệu rưỡi, 11 triệu đấy. Giá rất là hợp lý các bác nha. Các bác liên hệ theo số máy 098 369 8857. Bây giờ em sẽ đi quay cái đôi từng đôi một cho các bác nhé. Này, bây giờ em sẽ zoom gần vào cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, các bác lưu số nhá, địa chỉ đấy nhá. Quay như này là vẫn còn hàng nhá. Đấy, cặp này là 12 triệu rưỡi đây. Giảm giá rất là tốt, 12 triệu rưỡi. Đấy, cặp này 9 triệu rưỡi. Những cái đôi loa rất là nặng nha các bác nhé. Dáng cây gân vẫn zin, đây vừa về xong. Đấy, 9 triệu rưỡi. Đấy, cặp này 8 triệu rưỡi. Cặp này 9 triệu rưỡi. Đấy, giá rất tốt. Anh em quan tâm thì alo trực tiếp cho shop nha. Cảm ơn các bác.